Mình xin chào các bạn ha. Hôm nay kênh cây dược liệu của mình xin giới thiệu một cái loại thảo dược cũng rất là quen thuộc. Đây là cái cây dông viền đỏ. Cây này thì mình trồng được khoảng gần một tháng rồi. Nó cao khoảng tầm 30 đến 35 cm. Bắt đầu ra được cái lá thứ hai. Đặc điểm của cái rong viền đỏ này thì nó có lá là màu hơi xanh tía, và gân lá thì chạy từ cái cuốn lá cho tới mép lá. Gân lá thì có những cái sọc màu đỏ tía. Đây cũng là một loại cây ưa bóng mát và rất là dễ trồng. Thì tác dụng của cái cây rong viền đỏ này nó có hỗ trợ tim mạch rất tốt, bởi vì nó có tính tính mát dịu, giúp cho máu dễ lưu thông, hỗ trợ tim mạch rất là tốt, hỗ trợ về cơ mạch hoành hoặc là giãn tĩnh mạch cho tim. Ở đây thì mình trồng một cái bụi mới trồng khoảng tầm hơn một tuần lễ thì nó chuẩn bị ra đọt, nó chuẩn bị đâm đâm chồi con. Các bạn có thể thấy ở đây là một cái chồi con nó chuẩn bị đâm lên, thì sau khoảng 3-4 tuần nữa thì nó sẽ bằng cái cây lớn này. Thì cái dông viền đỏ này thì nó rất là dễ trồng, nó là một loại cây dùng để làm cảnh, làm dược liệu và cũng có thể làm thức ăn nữa. Cái củ dông viền đỏ này mình có thể dùng để nấu ăn, và nó chứa rất là nhiều tinh bột rất là tốt cho cơ thể. Thì shop bên mình chuyên cung cấp cái củ rong viền đỏ này. Các bạn nào mà cần thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo là 0362644740, hoặc là gọi trực tiếp về 0362644740 để biết thêm thông tin về cái củ rong viền đỏ này hoặc là cái cây rong viền đỏ này. Mình xin cảm ơn.